quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Tái hợp Kiều Minh Tuấn sau Em Chưa 18, 2020 sẽ là năm bung lộ của Khê Thiên Nguyễn. Sau khoảng thời gian thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, Khê Thiên Nguyễn đã chính thức trở lại địa hạt điện ảnh với dự án thứ 3 trong 2020, bộ phim Tiệc Trăng Máu, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đình đám. Thông tin bộ phim Perfect Stranger 2016, bộ phim đình đám từng được rất nhiều nền điện ảnh như Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, được Việt Nam remake khiến công chúng quan tâm mong chờ. Càng đáng kỳ vọng hơn khi bộ phim Tiệc Trăng Máu sẽ có sự tham gia của đạo diễn Triệu Đô Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh và nhiều sao Việt nổi đình đám như Thái Hòa, Hồng Ánh, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Hứa Vĩ Văn, Khay Thiên Nguyễn. Đặc biệt, màn tái hợp của bộ đôi Em Chưa 18 Kiều Minh Tuấn và Khay Thiên Nguyễn khiến nhiều khán giả vui mừng. Nhiều cư dân mạng hy vọng sự ăn ý, phản ứng hóa học cũng như sự hài hước duyên dáng của bộ đôi Em Chưa 18 sẽ được gia tăng nhiều lần vì Kiều Minh Tuấn, Khay Thiên Nguyễn đã hiểu nhau hơn. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, Khê Thiên Nguyễn còn được đóng với Thái Hòa, ba của cô trong bộ phim Hồn Ba Ba, Gia Con Gái. Được hợp tác với những mối quen, Khê Thiên Nguyễn vui vẻ chia sẻ: "Tôi rất vui khi biết mình sẽ diễn chung với cả ba Thái Hòa, anh Kiều Minh Tuấn, lẫn các anh chị diễn viên nổi tiếng. Mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng đây cũng là ước mơ của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để lột tả được nhân vật cũng như mình. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc cùng anh Nguyễn Quang Dũng và Phan Gia Nhật Linh, bởi cả hai anh đều là đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi, dày dặn kinh nghiệm ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, tôi rất thích xem phim Thám Năm Rực Rỡ 2018 của anh." Về dự án Tiệc Trăng Máu, Khay Thiên Nguyễn khẳng định: "Tôi đã xem và thích bản phim Hàn vào đầu năm. Tôi khá bất ngờ khi anh Dũng làm lại phiên bản Việt. Tôi nghĩ rằng đây là một thách thức thú vị dành cho chính mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khẳng định thực lực diễn xuất, đồng thời làm mới bản thân trong năm 2020. Tiệc Trăng Máu dù mới công bố dự án cùng dàn diễn viên, nhưng đã được kỳ vọng là bơm tấn phim Việt của năm 2020 bởi cú bắt tay của những ông hoàng bà hoàng phòng vé. Loạt tên tuổi bảo chứng phòng vé Thái Hòa, Đức Thịnh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Khay Thiên Nguyễn có tổng doanh thu các bộ phim họ từng góp mặt lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, kịch bản gốc Perfect Stranger mang hơi thở thời đại và những kỷ lục remake tầm cỡ thế giới. Bộ phim nổi tiếng của người Ý đã lan tỏa khắp 13 quốc gia trong vòng 4 năm. Kịch bản Tiệc Trăng Máu tập trung khai thác những vấn đề nóng hổi của xã hội đương thời, niềm tin, sự sẻ chia giữa người với người và tầm ảnh hưởng công nghệ thời đại 4.0. Bên cạnh đó, phim cũng sẽ bóc trần bản chất yếu đuối và dễ tổn thương của con người, lột tả lớp vỏ bọc ngụy trang dối trá đang che đậy cho nhiều sự thật đen tối, để lại sự nghi hoặc đến trợn người giữa những người tưởng chừng thân thiết. Perfect Stranger cũng là tựa phim đạt kỷ lục remake nhiều nhất trên thế giới trong một thời gian rất ngắn. Và mỗi phiên bản làm ra đều được những thành công từ công chúng cho đến giới phê bình, hàng loạt những đề cử giải thưởng danh giá toàn cầu. Mang đầy đủ cung bậc cảm xúc từ gây tò mò tạo bất ngờ đến hồi hộp xen lẫn kịch tính cao độ, Tiệc Trăng Máu như một bàn tiệc đích thực dành cho giới mê phim. Đó sẽ là bộ phim thách thức tài nghệ của diễn viên, thách thức tài năng kiểm soát của đạo diễn để phát triển từ hài kịch thành chính kịch. Đẩy cái hài lên đỉnh cao để từ đó khai thác một cái bi một cách khéo léo và đầy tinh tế, Tiệc Trăng Máu được dự kiến ra mắt khán giả mùa hè năm 2020.